Dạ thứ ba con đi chơi mới về. Tôi nhớ hồi này thằng hồi nhỏ nó đâu có tật. Giờ đâu có ba, tại con thấy bây giờ con khóp với con mắt con nó chớp chớp với ba. Mày mà khớp, con sợ ba. mày mày sợ, dạ sợ. tao biểu mày giả hai cố gạo mày giả chưa Dạ chưa. đó. Rồi cặp cuốn sách mà không biết tối ngày có đọc được chữ nào không. Dạ có. Rồi tối ngày trai gái, gái trai, cặp bè cặp bạn, đầu trên sớm dưới trời. Tụi bay á, nghe tụi bay á, nói tới tao mặt dầm dầm. Bây giờ chỉ có nước là tao đưa tụi bay lên bàn thờ ngồi, rồi tao lại tụi bay nha, tao lại tụi bay cho vừa lòng con với cái. Hết nói nổi. Dạ xin phép ba cho con nói. Ai cho mày nói mày? Tụi bay là con thì tụi bay phải cúi đầu nghe. Chỉ có tao là cha tao mới được quyền nói. Thưa ba, chị em con lớn rồi, ba cho tụi con đi ăn học rồi để mở mang trí óc. Thì bây giờ con xin phép ba cho tụi con nói lên được những cái gì mà tụi con hiểu biết. Sao hãy mỗi lần tụi con mở miệng là ba cứ đàn áp tụi con không? Trời đất ơi, trời đất ơi, tôi dạy lắm để nói tôi đàn áp nó chứ. Như vậy là tôi hết thời rồi. Tân ơi, dạ. Con học giỏi lắm rồi phải không con? Dạ chưa. Con tài lắm rồi hả? Dạ chưa. Con quên cái câu phụ sử tử vong rồi phải không con? Dạ, phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Ây, tại sao mày nói tao đàn áp? Mày phải giải thích cho tao nghe. Tao nghe không thông là tao giết mày chết. Tao giết mày chết bữa nay nha tao. Ba cho con nói. Nói đi. Dạ thưa ba, thời buổi bây giờ trai với gái nói chuyện với nhau là sự bình thường. Cái gì? Chứ đâu có gì mà ba lên án nặng nề của vậy ba. Trời đất ơi, trai gái nó nói chuyện nhau khủng khiếp như vậy mà mày cho là bình thường hả? Trời ơi, vậy mà khủng khiếp. Chứ sao? Tại tối ngày ba trong nhà bích ra đường ba không thấy á. Thấy gì ngoại? Nhất là những buổi tối trời có trăng mới biết không, dọc bờ đê có cặp như ếch vui lắm. Trời đất ơi trời. Như vậy là cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân của tao mày để đâu? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Trời cổ lỗ sĩ. Trời đất ơi. Hôm qua rồi, hôm qua cái cây tôi mới để đây đâu mất tiêu rồi. Hả? Cái cây tôi đã... Rõ ràng hết chối cãi rồi phải không con? Bữa nay mày dám chửi tao phải không? Dạ đâu có ba. Cái miệng mày mới dép dép là. Dạ không phải, con ăn đậu phộng rang. Hết đậu phộng rồi ba. Nãy mày làm gì? Mày đá tao phải không? Dạ đâu có. Mới thức thiệt. Đâu có dám. Mày lên gối tao. Không có. Tao không né tao bể luôn mũi được. Con đâu có dám. Chứ mày làm gì? Dạ con vừa đi tới. Ai cho mày đi? Ai cho mày đi? Tao. Dạ. Tao biết mày ở nhà giả hai cố gạo phải không? Dạ. Mày bỏ mày đi tới trưa mày về. Mày ăn ba hộp cơm mày bỏ mày đi. Đi tối ngày mày đi. Đi ngoài. Ta nào. Mày làm cái gì? Mày đi đâu? Dạ con tính vào buồng của bên kia. Đi vô. Cảm ơn ba. Ngoan. Dạ. Ra đây. Mấy ngày nay tao mất ăn mất ngủ cũng tại vì mày. Bữa nay mày hãy nói cho tao biết, cái thằng đó nó dụ dỗ mày sao? Dạ thưa ba, dạ người ta không có dụ dỗ con ba. Ai làm mai làm mối đó cho mày? Dạ cũng không có ai làm mai làm mối hết. Thì tại sao mày gặp nó ngoài bờ sông? Dạ tại con đi lại nhà nhỏ bạn con á, cái quẹo ngã đó cái gặp. Bộ hết nhà sao mày quẹo ngã đó? Rồi mày gặp đó mày nói cái gì với nó? Nó nói cái gì với mày? Tao bước tới tao thấy hai đứa bị xà nẹo nha. Đâu mày nói hết cho tao nghe con, mày nói cái gì với nó? Dạ thưa ba, dạ con nói. Nói cái gì? Dạ nói. Nói cái gì? Dạ. Thôi, dạ nói gì? Nói cái gì? Nói cái gì? Nói sao? Hả? Xích lại. Mày đứng xa, tao đánh chói, tao chặt tay là mày chết. Nha. Nói hết cho tao nghe, nói cái gì? Dạ thưa ba, dạ không thỉnh con nói. Không có thủng thỉnh mấy ngày nay rồi, nói đi. Dạ thưa ba, dạ con nói. Nói cái gì? Hả? Hả? Trời đất ơi, bên đây mày hãi với tao không vậy? Không quá rồi. Này nó dám hãi với tôi rồi. Mày coi tao nghe hàng với mày không vậy? Vậy thì mày nói cho tao nghe. Dạ nói gì nè? Nói gì nè là nói gì sao? Hả? Nói đi chứ. A à, vậy nói gì này anh Minh ơi. Rồi sao nữa? Rồi cái ảnh này nó nói là sao ơi vậy? Ném về hai đứa bay chửi lộn rồi. Rồi gì nữa?
Rồi cái anh nói... Nó nói sao? Lại ba. Nó nói còn lại ba. Ta ba đánh con chứ ba đừng có bắt con phải nói lại những lời mà con nói được ở đây ba. Thôi xuống. Dạ. Ba đánh con mười rồi cho con nhất. Dạ thưa ba, dạ có khách rồi ba. Trời đất ơi, khách gì ta đương giải chỉ mày đấy mà khách gì. Dạ con thấy ông đó xô cổng rào mình không vô không ba. Tại sao mày không đóng cổng lại? Con đóng là mình xô đại hả? Đi thì mày tiếp đi. Ba cho con làm người lớn bữa thôi ba. Rồi ta cho mày làm người lớn. Dạ. Chừng nào khách về mày cúi xuống. Hả? Còn mày đi vô. Con đâu làm đi. Gì đâu. Mày chết. Con đâu làm gì đâu ba. Ba. Phải nói là anh cưới vợ trong lúc em trốn nhà ra đi. Vất vả nơi đất là quê người, cho gia đình khỏi bao tai tiếng, cho tháng ngày kết giọt máu rơi. Giờ đây nên hình nên dốc đó đã khóc chào đời. Phút giây bằng một yêu đương ta không chấp nhận rồi. Nhưng trai sinh con không hôn thú, miệng thế gian lắm lời. Nỗi đau này ai thấu đoạn trường mấy ai hiểu ra. Muốn cho con đừng xấu hổ thì phải giữ lấy tên họ của cha. Chỉ riêng em chịu khổ âm thầm dưới nắng táp mưa xa. Từ nay nó sẽ ở với anh. Hay lượng tình tha thương, nào phải đâu anh dâm thề bội ước, nhưng vì số nợ của cha già.
gia mày đánh đổi bằng cuộc hôn nhân. Từ lúc chia tay nhau anh mới vắng mặt âm hào. Thật ra anh vốn lo liệu, anh ô thầm em tránh mắng anh cũng đành gà. Thôi anh chị nói em giống ba là sao? Thì khuê môn bất xuất, tôi ngày cứ nhốt vợ ở sau nhà bếp á. Nghe chị nhắc tới ba em còn nổi da gà. Không có đâu chị hai, em thương vợ em lắm. Chị biết không, có nhiều lúc em làm gì không phải vợ em nói đúng em cũng nghe theo. Chứ đâu như ba hồi đó, nói còn vong hồn của má. Tội nghiệp hồi mới còn sống. Hay mỗi lần má mở miệng ra đúng sai gì, ba cũng nạt đùa nạt giải đuổi má ra sau bếp. Chị yên tâm đi, đối với em thì vợ của em được lên nhà trên rồi. Chị chịu vậy đó. Uống miếng nước chị hai. Sao mở đi chứ mấy cháu khỏe không cậu? Dạ cảm ơn chị, vợ em khỏe, còn mấy nhỏ mạnh như trâu vậy á. Ủa chị thức rồi sao đèn lụng tim, chị không chăm dầu chị hai? Hôm này nè, ra ngồi thiêu cho kịp cái cặp áo gối cho thằng Tâm. Sao thiêu áo gối cho thằng Tâm? Thằng Tâm đã sắp cưới vợ cậu ơi. Thằng Tâm sắp cưới vợ? Thiệt he? Thiệt. Mèn đét lẻ dữ he. Cậu đó nha, thiệt là tệ vậy. Cháu ruột của mình mà tuổi tác nó bao nhiêu, học hành nó ra làm sao, tương lai nó như thế nào, cậu cũng đều mù tịt, thản nhiên như là người dân nước lã vậy. Sẵn chị trách em nói luôn mà chị hai, cái cách của chị thương con âm thầm bên lề cuộc sống mấy năm này chị kéo dài sang năm nọ. Em nói thiệt cái chị hai là em không hiểu nổi á chị hai. Vì với con á chị hoàn toàn có lỗi. Đâu phải tại chị, cái đó là tại xã hội, tại gia đình bắt buộc chị phải xa nó chứ. Nhưng mà lương tâm chị vẫn còn cắn rứt nè. Chị hai, hồi đó còn vậy thành niên chưa đủ trí khôn giấu giếm cho đành đi. Bây giờ nó lớn rồi thì phải khác đi. Chị nói hết cho nó nghe đi chứ. Ai đời con cái của chị mang nặng đẻ đau mà mặt mày của chị ra là sao nó không biết. Bà con dòng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết. Mà thôi nó mất gốc rồi chị ơi. Em nói thẳng chị đừng giận em. Cái thái độ của chị mười mấy năm vừa qua rõ ràng chị còn chờ đợi chị hai. Chờ đợi? Chị chờ đợi anh Minh. Đây nè, thấy không? Chim quyên ương, quyên ương có bạn có đôi, tầm bóng vui tươi khúc nhạc tình muôn thuở đây nè. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó. Chị hai, cái bài thơ đôi quyên ương mà chị với anh Minh thường sướng quả,
Đi gần 20 năm rồi mà cũng chưa xóa nhòa được cái tâm trí nhớ của chị sao chị hai? Chị thì vẫn thủy chung. Trong lúc anh Minh thì có vợ đã lâu rồi. Chị đôi chiếc chân đơn suốt cả một thời. Sao chị chẳng bước thêm bước nữa đi cho tuổi già có bạn. Có nắng mưa cho qua cuối mùa vẫn hạnh phúc về tương lai của con. Hãy nói động tên mình chị trớ hoàn tâm. Mà chị đừng quên anh Minh là ba ruột của thằng Tâm. Em hỏi chị, nếu chỉ vì thương con thôi tại sao chị không chịu lấy chồng? Lấy chồng? Mười mấy năm hồi trước không chịu lấy chồng rồi bây giờ cũng chịu lấy chồng. Mười mấy năm trước chị đã không lấy chồng. Ai cấm chị? Không có ai cấm chị hết, nhưng mà tại chị không muốn. Còn bây giờ? Bây giờ thì... Sao? Chị già rồi, hơn nửa đời người rồi. Nhưng em thấy chị vẫn còn đẹp. Đừng lo, em tổ chức đám cưới cho chị Linh Đình cho không. Trời ơi, bỏ xứ đi quan mười mấy năm không về làng, chị đâu có biết. Tại lỡ hỏi thăm chị hoài á. Ôi, ai đâu hỏi thăm tôi. Thì mấy anh xã, anh tổng bằng không phụ chị chứ ai. Tại lỡ hỏi thăm chừng nào chị về cho ta hay ta tới. Chị, em nhắc chị nhớ đừng quên nè chị hai. Cái hồi ba hấp hối á, ba trăn trối là muốn chị bước thêm bước nữa để an ủi cái quãng đời còn lại của chị. Thì chị phải tính đi chứ, để mai mốt già cu đê làm sao có chồng được chị hai. Cậu ba. Dạ. Chẳng qua vì thương con, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng ra, chị còn muốn giúp cho con hiểu thêm về ý nghĩa cuộc sống. Nếu đời chị, nghị lực của một người mẹ chỉ chịu đựng với sự khổ đau, thì tới đời sau con của chị, nghị lực ấy phải chống trả mọi bất công đó cậu. Em biết ý của chị rồi. Rồi bữa nay lên thăm chị có chuyện gì khác nói nghe coi. Vợ chồng em bàn tính với nhau, em lên đây định rước chị về chung vợ chồng em cho vui, sẵn đó em cưới chồng cho chị. Trời ơi, cái cậu này bữa nay sao có thứ đó nói hoài vậy ha. Chứ mục đích lên đây nhiều đó, nói hoài sao được. Em cho chị hay em nhận cầu cao của người ta đâu đó nghe. Chứ ta không bỏ, miễn không gặp tôi thôi gặp cái gì giỡn. Giỡn giỡn gì, gì chị cũng chịu hết. Em nói thiệt với chị hai, chị mà không chịu thì em đi kiếm anh Minh hỏi cho ra lẽ tại sao anh làm khổ chị vậy chị hai. Kiếm anh Minh làm chi? Anh Minh với chị mười mấy hai chục năm nay rồi, mỗi người con đường khác nhau. Vậy thì em đi gặp thằng Tâm. Cậu ba. Chị hai, thằng Tâm em dí nó như hạt giống là lúa hay bầu bí gì đó chị hai, nhưng mà giống tốt. Chị đem chị trồng vào đất xấu, chị không dung phân, không tưới nước, không diệt trừ sâu bỏ, kết quả thế nào chứ chị cũng biết chứ. Chị biết cho nên chị cũng có tính đó. Thì chị cũng tính chờ đám cưới nó xong á, chị nhờ chú Bốn dắt chị thôi, đến. Thôi chị ơi, không chờ đợi gì hết á, thu xếp quần áo đi về liền với em cho kịp chuyến xe đi chị hai. Cậu ba. Dạ. Cậu nhìn coi ai kìa. Trời ơi, ai đầu hẻm kể người ta nhầm gì mình phải nhìn trái. Thì cậu cứ nhìn đi, cậu biết. Anh trai đứng vịnh gốc cây hả? Ờ. Ai vậy? Anh Minh đó. Anh Minh? Ừ. Em nhớ hồi nhỏ anh trẻ lắm mà. Sao lớn lên anh già quá vậy chị? Cha có bộ tiều tụy hốc hác quá chị hai ha. À, mười mấy năm rồi em chờ đợi của ngày này đó chị hai. Tránh mặt ra sao đi chị hai? Cậu ba, cậu làm gì cậu ba? Em gặp anh Minh là lửa vẫn phừng phừng rồi chị hai. Rồi bây giờ cậu định làm cái gì đây? Đừng cản em nha. Em tới em thọc áo ảnh, em hỏi ảnh một câu thôi. Thôi mà cậu sao kỳ quá. Em nói thiệt với chị, ảnh mà trả lời không xong hả em? Hỏi thêm một câu nữa thôi. Trời ơi. Gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì săn quần săn áo làm gì vậy? Chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tính đánh lộn không? Dạ. Già rồi giờ bày đặt đánh lộn nữa hả?
Bộ già không biết đánh lộn hả? Chị là chị của em, anh làm khổ chị thì em phải có bổn phận. Bây giờ chị nói cậu nghe nè, giờ cậu ra sau bếp đi, để chị tiếp ảnh một chút. Trời đất ơi, mặc gì kêu ra sau bếp? Ừ. À, thôi thôi thôi, em biết rồi chị hai. Chị sợ em thương chị dành không nổi tính nóng. Em với anh Minh cãi cọ nhau có chuyện xích mích giả bỏ về cái. Ủa nha. Thôi. Thôi. Chị là chị vậy sao nghe vậy không dám cãi vậy hết á. Nhà có cửa sau không? Có. Em đi ngã sau. Sao? Em tránh ngã này. Vậy muốn thấy mặt cho Minh, cho bạc tình bạc nghĩa đi. Cái này là tại chị không phải tại em á chị hai. Trời đất. Mai mốt một cái chuyện gì xảy ra đừng kêu em á chị hai. Trời ơi, già rồi sanh tật mới nhiều. Coi coi cái giọng đi kìa. Nửa đời còn lại anh.
làm thang tốt để vợ chồng mình quan hỷ nâng ly. Chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con mẹ chỉ tính gửi quà cho con trong ngày cưới, chưa danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con đây? Mặt mối thiếu còn gian dở. Chim quyên ương trong ánh chớp nở trời đây đó, quyên ương và cuộc sanh tuyệt vời. Nguyệt, từ lâu rồi
Em cự tuyệt xua đuổi anh. Lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng anh. Em định bước thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa.